Ngã ngửa khi hàng loạt ví Mnet bị thu hồi toàn bộ Bitcoin gian lận. Chào bạn, chào các Pioneer đã quay trở lại chuyên mục của Pnetwork Daily. Khoảng 2 ngày trở lại đây, cộng đồng Pioneer đang xôn xao chia sẻ các hình ảnh thu hồi và đóng băng ví Pi trên diện rộng. Trên thực tế thì đây không phải lần đầu tiên rộ các tin tức theo dạng này. Chúng tôi xin xác nhận là việc thu hồi Pi đã có diễn ra. Tuy nhiên, không phải tất cả các tình huống đều có thể thu hồi được. Nhưng trước mắt thì các tài khoản bị thu hồi Bitcoin đã vô cùng sốc vì điều này. Vậy thực hư việc này ra sao? Liệu một nền tảng blockchain có cho phép thu hồi coin đã mainnet hay không? Và những tình huống cụ thể nào mà Bitcoin của bạn có thể bị thu hồi? Pnetwork Daily xin mời các Pioneer hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây. Phần 1. Tin đồn thu hồi Bitcoin liệu có thật hay không? Theo lời đồn, các ví bị khóa là ví vi phạm các quy định như thực hiện các giao dịch lớn, giao dịch trao đổi Pi sang Fiat, chuyển đổi Pi thành các loại crypto. Nghiêm trọng hơn, tin đồn còn cho rằng số lượng Pi sẽ bị thu hồi lại và đóng băng tài khoản vi phạm. Hiện vẫn chưa rõ thực hư câu chuyện này ra sao và cũng chưa được xác nhận chính thức từ phía Bitcoin Team. Nhưng nhiều người dùng đã lên tiếng cho rằng đây là điều hiển nhiên vì phía Bitcoin Team đã có chính sách về trao đổi Pi từ rất lâu. Một số người dùng khác lại cho rằng đây chỉ là tin đồn. Cơ bản thì ví Pi mainnet trong giai đoạn mainnet kín có thể sẽ bị khóa. Bitcoin Team có thể làm được việc ấy, còn thu hồi Pi đã mainnet và giao dịch trong mạng lưới thì là một vấn đề khác. Sự thật thì việc thu hồi Pi đã có xảy ra, nhưng không phải là các ví đã giao dịch Bitcoin. Chính xác thì đó là các ví vừa mới được trả Pi mainnet và vẫn còn bị khóa tiếp 14 ngày. Trong thời gian khóa 14 ngày này, số Pi có thể bị thu hồi vì nó vẫn chưa hòa vào mạng chính. Khi này, tài khoản có thể rơi vào một trong các tình huống như sau. Bị hủy KYC và phải KYC lại bằng gương mặt thật. Bị rút toàn bộ số Bitcoin lại và khóa luôn tài khoản. Bị rút số Bitcoin đang nằm chờ 14 ngày, nhưng ví Mnet đã chuyển 1 Pi thì vẫn có thể sử dụng trên mạng chính. Phần 2. Vậy các tài khoản giao dịch có thể bị thu hồi coin hay không? Mạng lưới Pi Network được vận hành bởi các máy nốt, chuyên xử lý và xác thực giao dịch cho mạng lưới. Các nốt này hiện tại vẫn do Bitcoin Team vận hành 100%, nên việc xây dựng tường lửa, điều chỉnh mạng lưới là điều hoàn toàn có thể và Bitcoin Team đang toàn quyền cho việc này. Trên lý thuyết là blockchain Pi lúc này chưa hoàn toàn phi tập trung như các nền tảng blockchain khác. Bitcoin Team cũng có thể xóa tài khoản, đóng băng Pi trong ví đã mainnet. Tuy nhiên, để có thể thu hồi số Pi mà các Pioneer đã giao dịch là điều rất khó. Vì một ví mainnet đã tiếp xúc và giao dịch với rất nhiều ví khác, một Pi có giá trị tương ứng với một Pi, nó không phải là độc nhất giống như NFT và có mã số riêng. Nên số Pi đã chuyển đi thì cực kỳ khó truy vết. Đơn giản là Pico Team chỉ biết là các ví nào đã tiếp xúc với nhau mà thôi. Ví dụ như bạn A đưa cho bạn B 2 tờ 5.000 đồng. Bạn B đã có sẵn 2 tờ 5.000, thêm 10.000 nữa là 20.000. Bạn B lại tiếp tục đưa cho bạn C 5.000, đưa cho bạn D 5.000. Như vậy, trên mỗi tờ tiền đều có mã số riêng. Nếu phát hiện được tờ tiền này, cơ bản là có thể thu hồi. Nhưng nếu không có mã số thì không thể biết bạn B đã đưa cho bạn C 5.000 bằng tiền của bạn A hay bằng tiền của chính bạn B. Tương tự như vậy, đồng Bitcoin cũng không có mã số này. Ngoài ra, từ một Bitcoin, người dùng còn có thể chia nhỏ ra thành 0.0001 Pi và chuyển nó đi khắp nơi. Nếu thực sự phải khóa ví, Bitcoin Team sẽ phải khóa tất cả các ví đã từng tiếp xúc với nhau và tiếp xúc với ví bị cho là vi phạm chính sách. Điều này sẽ làm cả mạng lưới bị suy giảm hoạt động. Và chắc chắn tính phi tập trung sẽ bị hủy hoại đáng kể vì điều này. Chốt lại thì khả năng thu hồi Bitcoin chỉ có thể xử lý đối với các tài khoản đang trong phạm vi 14 ngày chờ mở khóa. Nếu đã mở khóa và giao dịch rồi thì Bitcoin Team sẽ không thu hồi được nữa. Dĩ nhiên, các tài khoản chờ 14 ngày bị thu hồi thì lý do rất cao là do các Pioneer này đã gian lận trong quá trình đào Pi. Có thể đã sử dụng nốt giả lập để kiếm nhiều Pi hơn. Còn việc khóa ví thu hồi Bitcoin do giao dịch Bitcoin thì chắc chắn không xảy ra trên mạng Pi Network. Đến đây thì video của chúng ta cũng đã kết thúc. Theo bạn thì Bitcoin Team có thể thu hồi Bitcoin và đóng băng được hay không? Hãy để lại comment của mình ngay bên dưới để thảo luận cùng chúng tôi. CryptoLickVan rất vui khi cùng các Pioneer đồng hành và khám phá Pi Network trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn cộng đồng đã tin tưởng và ủng hộ kênh. Đừng quên để lại ngay một like và subscribe kênh để nhận được các thông báo mới nhất về mạng lưới Pi Network.
Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video sau.